Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu body shape cho bé xinh xắn như thế này. Mình sẽ có cái họa tiết đường gân ở phần nách nè, có cài nút từ cổ áo xuống đến phần đũng ha. Đây là phía dưới phần đũng của mình nè. Phần đũng thì mình có cài hai nút và một nút chính giữa mình để cài hai phần thân áo lại. Đây là phần ống quần ha. Mẫu này thì phần nón mình sẽ móc trực tiếp luôn vào trong thân áo. Phần cánh tay nè, các bạn có thể thay đổi màu cho cả bé trai lẫn bé gái ha. Để làm được mẫu này thì mình sử dụng len Milk Cotton 125g và kim 4.0mm để móc. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Thì cách tăng style ở cái phần cổ áo mình đã có hướng dẫn ở bài trước rồi ha. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo, sau đó mình tăng size cho phù hợp. Và mẫu này các bạn sẽ làm cho mình theo họa tiết cổ thuyền nha. Mình sẽ móc lên 60 mũi móc xích. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật mà số xích này nó có thể khác nhau ha. Các bạn cần canh size để phù hợp hơn với size bé. Sau khi đã móc lên tổng cộng là 60 mũi móc xích, ta nối hai đầu len lại, nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho phần cổ nè. Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích, sau đó đâm kim vào chân thứ 60 móc một mũi kép đơn. Một cạnh của mình là 14 mũi móc, phần thân trước mình có cài nút cho nên mình chia đôi ra, các bạn sẽ móc cho mình một nửa của cạnh trước trước ha. Thì như vậy cạnh trước của mình sẽ móc là 7 mũi móc kép đơn ha, vào 7 chân. Mình có mũi đầu tiên rồi nè, mũi thứ 2, mũi thứ 3, kép đơn thứ 4, kép đơn thứ 5, mũi kép đơn thứ 6 và mũi kép đơn thứ 7. Như vậy là mình sẽ có được một nửa của cạnh trước rồi nè. Khi hoàn tất được một nửa của cạnh trước rồi, kế tiếp sẽ móc cho mình một góc ha. Thì cái góc của mình tạo họa tiết cổ thuyền nên các bạn sẽ móc cho mình vào một chân móc, móc vào đó 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ 2 và kép đơn thứ 3. Như vậy là mình sẽ có được một cái góc ở đây nè. Hoàn tất được góc rồi thì bây giờ mình sẽ móc cái cạnh của vai. Thì mỗi cạnh của mình là 14 mũi móc cho nên các bạn sẽ móc cho mình 14 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Mình sẽ có 14 mũi kép đơn và 14 chân móc tạo cái cạnh vai nè. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ 2. Kép đơn thứ 14. Sau khi hoàn tất cho mình được 14 mũi kép đơn thì ta sẽ hoàn tất được cái cạnh vai nè. Đây là cạnh mình vừa hoàn tất ha. Thì hoàn tất được cạnh vai rồi mình sẽ móc cái góc thứ 2. Móc vào cái chân móc kế bên là 3 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 và 3. Ta sẽ hoàn tất được cái góc thứ 2 nè. Đây là góc mình vừa hoàn tất ha. Kế tiếp sẽ là cạnh thân sau. Thì cạnh thân sau của mình nó sẽ là gấp đôi so với cạnh thân trước ha. Do cạnh thân trước mình có chia đôi để mình cài nút nè. Cho nên bây giờ các bạn sẽ móc nguyên cho mình. Mình sẽ móc 14 mũi kép đơn và 14 chân. Kép đơn đầu tiên, mũi kép đơn thứ 2, kép đơn thứ 3, kép đơn thứ 13 và kép đơn thứ 14. Sau khi hoàn tất cho mình được 14 mũi kép đơn thì ta sẽ hoàn tất được cạnh thân sau. Đây sẽ là cạnh mà mình vừa hoàn tất ha. Thì sau khi hoàn tất cạnh thân sau thì bây giờ mình móc một góc tiếp theo ha, góc thứ 3. Móc vào đó 3 mũi kép đơn. Thì cái góc mình vừa hoàn tất nó sẽ nằm ở đây nè. Đây ha. Kế tiếp sẽ là một cạnh vai. Thì cạnh vai sẽ làm tương tự như cái cạnh vai thứ 2 mà mình vừa móc á, là cạnh này nè. Móc cho mình 14 mũi kép đơn vào 14 chân. Kép đơn đầu tiên, đây là ta sẽ hoàn tất được cạnh vai nè. Kế tiếp sẽ là cái góc thứ tư, hay là góc cuối cùng, móc vào cái chân đó 3 mũi kép đơn. Mũi thứ nhất,
mũi thứ hai và mũi thứ ba. Ta có được cái góc thứ tư rồi thì bây giờ mình còn lại nửa cạnh. Thì móc cho mình các cái mũi kép đơn vào các chân cuối cùng nè. Mình sẽ có 7 mũi ha, 7 mũi kép đơn vào 7 chân. Mũi thứ hai, mũi kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư, mũi kép đơn thứ năm, mũi kép đơn thứ sáu và mũi kép đơn thứ bảy. Sau khi hoàn tất cho mình được cái hoàn xích này rồi nè, mình sẽ có 4 góc và 4 cạnh ha. Móc lên 2 mũi móc xích. Khi ta gặp cái phần cổ lại thì mình sẽ có tổng cộng là 4 cạnh ha. Hai nửa trước mình cộng lại nó sẽ bằng cái cạnh sau rồi nè. Ta tạo cái phần này để làm cài nút nè. Đây là hai cạnh vai nè. Còn cạnh sau nè, cạnh sau thì tổng số mình móc nó sẽ bằng hai cái cạnh thân trước cộng lại ha. Và 4 góc. Tiếp tục quay ngược đầu móc lại. Mình sẽ móc các cái mũi kép đơn vào các cái chân móc nè. Ta sẽ móc chừa ra 3 cái mũi kép đơn mà mình móc vào cùng chân móc ha, là cái góc đầu tiên. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Sau khi hoàn tất được các cái mũi kép đơn cho đến cái góc đầu tiên mà ta gặp là 3 mũi kép đơn mình móc vào cùng chân móc ha. Thì trong 3 cái mũi này, cái mũi đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình mũi ngoặt. Thì thay vì mình móc vào cái chân móc của cái mũi đó, các bạn sẽ không móc vào chân móc mà mình sẽ đưa cái thân chân móc của cái mũi đó lên trên kim ha. Tức là các bạn lùi kim ra phía sau cái thân mũi đó nè, ở phía sau của cái thân này luôn. Có một cái kẽ ở giữa hai cái mũi này, ta đâm kim xuống dưới đó, sau đó luồn kim lên phía trên vào cái kẽ của cái thân tiếp theo ha. Tức là mình đẩy cái thân của mũi kép đơn đầu tiên ở 3 mũi đó lên trên kim, móc vào đây một mũi kép đơn. Ta sẽ được một mũi ngoặt ha. Đây mình sẽ có được một mũi ngoặt như thế này. Tiếp tục cái chân thứ hai của 3 mũi ở cái góc đó các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc chứ không móc vào thân chân móc nha. Mình sẽ móc vào cái chân móc của cái mũi thứ hai đó một mũi kép đơn. Sau đó móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Và tiếp tục móc vào đó thêm một mũi kép đơn nữa. Như vậy là ở cái chân móc này mình sẽ có một kép, hai xích và một kép ha. Khi hoàn tất cho mình được cái góc chính giữa rồi thì còn lại một cái chân móc cuối cùng là cái chân móc thứ ba của 3 mũi đó. Thì nó tương tự giống như cái chân đầu tiên. Mình sẽ không móc vào chân móc mà các bạn sẽ đẩy cái thân chân móc đó lên trên kim ha. Đẩy lên trên kim như thế này, móc vào đây mũi kép đơn, ta sẽ có được một mũi ngoặt ha. Mình sẽ hoàn tất được góc đầu tiên nè. Tiếp tục di chuyển kim đến các cái chân móc của cạnh vai, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Mình sẽ móc đến cái góc thứ hai nhé. Sau khi móc đến góc thứ hai nè, góc thứ hai mình cũng có 3 mũi kép đơn móc vào cùng chân móc, thì các bạn cũng làm tương tự như góc đầu tiên ha. Cái thân của mũi kép đơn đầu tiên ở 3 cái mũi này mình sẽ móc vào cái thân đó một mũi ngoặt. Tức là đẩy cái thân này lên kim, móc vào đây mũi kép đơn, ta sẽ có được một mũi ngoặt. Cái chân thứ hai thì mình sẽ móc vào chân móc, móc vào đó một kép, hai xích và một kép. Kép đầu tiên nè, lên hai xích và kép thứ hai vào cùng chân móc. Sau đó chân móc thứ ba của cái góc này mình sẽ móc vào thân chân móc một mũi ngoặt, tương tự như là cái thân đầu tiên ha. Đẩy cái thân chân móc đó lên kim, sau đó móc vào đây mũi kép đơn, ta sẽ có được một mũi ngoặt. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, mình sẽ hoàn tất được 4 cái góc tạo cái đường gân như thế này. Góc thứ hai nè, góc thứ ba và góc thứ tư. Mình hoàn tất được hàng thứ hai rồi thì móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hàng thứ ba nè, mặt phải sẽ là cái mặt mà có cái đường gân lồi lên nè. Thì lúc này mình đang nằm ở mặt trái ha, cái hàng móc thứ ba của mình đang móc ở mặt trái, thì cái đường gân của mình nó nằm ở bên dưới. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến cái chân móc mà mình móc mũi ngoặt đầu tiên ha. Đây là chân móc móc mũi ngoặt nè, đây là mặt phải nè và đây là mặt trái ha. Thì móc đến cái chân móc này, mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn. Sau khi hoàn tất được các cái mũi kép đơn cho đến cái mũi mà mình móc mũi ngoặt đầu tiên ở đây, thì đây là mặt phải ha, mặt phải mình tạo cái mũi ngoặt lồi lên
thì mặt trái lúc này cái mũi ngoặc nó nằm ở bên dưới. Thay vì ở cái chân móc này, các bạn móc cho mình đẩy cái thân chân móc lên kim, giống như là cái mặt phải mình đang móc á, thì thông thường lấy len sau đó đẩy cái thân chân móc đó lên kim. Nhưng lúc này mình đang móc ở mặt trái nên các bạn sẽ lấy len sau đó mình luồn kim xuống dưới và đẩy cái thân chân móc mà mình móc cái mũi ngoặc đó đó đẩy xuống dưới kim. Thì khi mà mình lật lại nó sẽ nằm trên kim nè. Còn khi mình móc mặt trái nó sẽ nằm dưới kim ha. Móc vào đây mũi kép đơn, ta sẽ có được một mũi ngoặc ha. Đây, lúc này cái đường gân của mình nó sẽ kéo dài lên nè, kéo dài bằng 3 hàng móc. Đây, 3 hàng móc tạo ra một đường gân. Tiếp tục sẽ là cái góc mà mình móc một kép, hai xích và một kép nè. Thì hai cái chân móc của hai mũi kép này các bạn sẽ móc cho mình mũi ngoặc ha. Thì đang móc mặt trái, thay vì đâm kim đẩy cái thân chân móc đó lên kim thì các bạn sẽ lấy len và đẩy cái thân chân móc đó xuống dưới kim ha. Thay vì đẩy lên nè thì mình sẽ đẩy xuống dưới, luồn kim xuống dưới và đẩy cái thân chân móc đó xuống dưới kim. Móc vào đây mũi kép đơn, ta sẽ có được một mũi ngoặc ha. Như vậy là mình sẽ có được hai cái mũi ngoặc liên tiếp ở hàng móc này. Đây, hai cái mũi ngoặc liên tiếp nè. Kế tiếp sẽ là cái khoảng trống hai mũi xích. Thì khoảng trống hai mũi xích đó các bạn sẽ móc cho mình là một kép, hai xích và một kép vào khoảng trống nha. Đây, móc vào đây một mũi kép nè, sau đó lên hai mũi xích và tiếp tục một mũi kép cũng vào cái khoảng trống đó luôn, ta sẽ có được cái góc nè. Thì kế tiếp cái góc này các bạn làm tương tự cho mình giống như hai cái mũi đầu tiên. Thì cái thân này các bạn sẽ móc cho mình mũi ngoặc dưới ha, đưa xuống phía dưới nè, đẩy cái thân chân móc xuống dưới kim, móc vào mũi kép đơn, ta sẽ có được mũi ngoặc. Và tương tự giống như cái điểm đầu tiên, cái thân của mũi ngoặc này mình sẽ móc một mũi ngoặc luôn ha, để kéo dài cái đường gân này ra, đẩy thân chân móc xuống dưới kim, móc vào mũi kép đơn, ta sẽ hoàn tất được góc nè. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn và các bạn làm tương tự cho mình cho đến cuối ha, móc tương tự cho các góc còn lại luôn. Lúc này mình sẽ có hai mũi ngoặc, chính giữa hai mũi ngoặc sẽ là một cái góc. Thì khi lật cái mặt phải ra nè, một đường gân của mình các bạn sẽ xác định nó nằm ở ba hàng móc ha. Nó sẽ có độ dài là ba hàng móc như thế này để tạo ra một đường gân. Còn cái đường gân chính giữa nó mới tạo được hai hàng thôi nè, thì hàng kế tiếp mình sẽ tiếp tục tạo đường gân để kéo dài ha. Sau khi móc được đến cuối hàng tạo ra các cái góc tương tự thì móc lên hai xích và quay ngược đầu móc. Lúc này mình cũng móc mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cái góc đầu tiên mà mình gặp ha. Khi móc đến cái góc đầu tiên mà mình gặp nè, thì cái đường gân mình tạo nó sẽ có độ dài là 3 hàng móc. Thì lúc này cái đường gân đầu tiên của mình đã hoàn tất ở 3 hàng móc rồi. Thì cái chân móc của cái đường gân đó mình sẽ không móc tạo đường gân nữa, vì nó đã có đủ cái độ dài 3 hàng rồi nè. Đây, hàng thứ nhất, hàng thứ hai và hàng thứ ba tạo ra một cái đường gân dài 3 hàng. Thì đến cái hàng kế tiếp mình sẽ ngưng ha. Thì ngưng mình sẽ không móc vào cái thân chân móc đó mà mình móc vào cái chân móc một mũi kép đơn, để mình kết thúc cái đường gân này. Kế tiếp mình sẽ tạo cái đường gân nè, thì do nó đang có ở hai hàng móc thôi thì tiếp tục mình sẽ móc thêm một hàng nữa để tạo ra đủ cái độ dài cho cái đường gân này. Lúc này mình đang móc ở mặt phải nè, đường gân của mình là đường gân lồi lên, thì các bạn sẽ đẩy thân chân móc kế tiếp lên trên kim ha. Khác với cái mặt trái mình đẩy xuống dưới thì bây giờ mình đẩy lên trên kim, móc vào mũi kép đơn, ta sẽ có được một mũi ngoặc trên nè. Được mũi ngoặc rồi, tiếp tục sẽ là cái góc một kép, hai xích và một kép ha. Thì cái góc một kép, hai xích và một kép đó các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân của mũi kép đầu tiên một mũi ngoặc, lấy len và đẩy thân chân móc đó lên trên kim, móc vào đây mũi kép đơn, mình sẽ có được mũi ngoặc ha. Như vậy là vị trí này mình cũng có hai mũi ngoặc liên tiếp. Tiếp tục sẽ là khoảng trống của góc ha. Thì khoảng trống đó các bạn cũng móc cho mình một kép, hai xích và một kép vào cái khoảng trống này. Một kép nè, hai xích nè và một kép. Ta hoàn tất được góc thứ hai thì tiếp tục hai cái thân kế tiếp mình sẽ móc mũi ngoặc tương tự như hai cái thân đầu tiên ha. Đẩy thân chân móc lên kim, móc vào mũi kép đơn, ta sẽ có mũi ngoặc trên. Tiếp tục tạo một mũi ngoặc thứ hai. Ở đây mình có hai cái hàng móc rồi, thì hàng móc tiếp theo hoặc hàng móc thứ ba để kết thúc cái độ dài của đường gân này. Ở cái đường gân cuối cùng đã đủ cái chiều cao 3 hàng móc rồi thì mình sẽ móc vào chân móc một mũi kép đơn để mình kết thúc ha. Ta sẽ hoàn tất được cái góc nè.
Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân còn lại, tạo cái góc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi hoàn tất cho mình được đến cuối hàng rồi nè, thì các bạn kết thúc móc lên 2 xích, quay ngược đầu móc và móc các cái mũi kép đơn cho đến cái góc tiếp theo ha. Thì lúc này mình đang móc ở mặt trái nè. Mặt trái của mình nó có hai cái đường gân liên tiếp. Thì cái đường gân đầu tiên ở đây, khi các bạn quay ngược cái đầu móc, đưa cái mặt phải ra, thì cái đường gân đó nó đã, cái đường gân đầu tiên á, nó đã hoàn tất ở ba hàng móc rồi nè. Có đủ cái chiều dài ba hàng móc. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai và hàng thứ ba đã đủ cái chiều dài bằng với cái đường gân ở hàng bên trên rồi ha. Thì mình sẽ không móc tạo cái mũi ngoặc nữa, mà các bạn sẽ móc luôn vào cái chân móc của mũi đó một mũi kép đơn. Để tiện cho việc khi móc mình không cần phải quay ngược cái mặt lại để mình xem coi nó đủ độ dài chưa, thì các bạn cứ dựa cho mình vào hai cái thân của hai cái mũi mà sát với lại cái hai mũi xích á, thì mình cứ móc vào hai cái thân sát hai mũi xích đó mũi ngoặc ha. Mũi ngoặc đầu tiên nè và mũi ngoặc thứ hai lúc này đang nằm ở mặt trái, cho nên mình sẽ đẩy thân chân móc xuống dưới kim ha. Hoàn tất được hai cái mũi ngoặc rồi nè, thì kế tiếp sẽ là cái khoảng trống của góc, mình sẽ móc vào đó là một kép, hai xích và một kép ha. Từ cái góc này sẽ là hai cái mũi ngoặc cỡ hai chân kế bên. Đây, đẩy cái thân chân móc xuống dưới kim nè. Móc cho mình mũi ngoặc đầu tiên nè. Và tiếp tục mũi ngoặc thứ hai nè. Vào cái thân thứ hai ha. Ở đây mình có hai cái mũi ngoặc rồi thì các bạn chỉ móc cho mình một mũi thôi nha. Cái thân của mũi ngoặc kế bên mình đã đủ cái chiều dài rồi nè, đủ chiều dài ba hàng móc rồi ha, thì không cần phải móc và tạo mũi ngoặc nữa, mà các bạn cứ móc vào chân móc một mũi kép đơn. Sau đó móc tương tự cho các góc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc một mũi kép đơn và cũng tạo góc tương tự. Như vậy khi mình lật mặt trái lại nè, thì mỗi cái đường gân của mình sẽ hoàn tất ở cái chiều dài ba hàng móc. Đây, ba hàng móc nè. Thì cái đường thứ hai cũng ba hàng móc, kế tiếp cũng ba hàng móc ha. Và các bạn cứ tạo tương tự như vậy cho mình nè. Cứ mặt phải thì mình sẽ móc mũi ngoặc trên, còn mặt trái thì mình sẽ đẩy thân chân móc xuống dưới kim tạo mũi ngoặc dưới ha. Chính giữa thì mình sẽ móc một kép, hai xích và một kép. Sau đó mình cứ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, tạo cái đường gân cho cái phần nách nè. Điểm thứ hai cần tăng size là các bạn sẽ xác định cho mình cái số đo vòng ngực ở size các bạn cần móc là bao nhiêu. Số đo này mình có để ở phần mô tả ha. Khi đã có được số đo rồi, mình móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, tạo cái đường gân cho cái phần nách nè, cho đến khi mình đạt được cái độ rộng. Khi mà mình mặc vào nè, thì đây là cái phần nách ha. Nối hai cái góc lại với nhau nè. Nối hai cái góc lại. Và tương tự cho cái góc kế bên cũng vậy ha. Nối hai cái góc lại. Ta sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho cái phần ngực của size các bạn đang móc ha. Hoặc là nếu các bạn không có đo trực tiếp vào thân được á, các bạn sẽ gập cho mình cái phần thân của áo lại. Đây sẽ là họa tiết ở cái phần nách khi mà mình hoàn tất ha, tạo những cái đường gân như thế này. Gập cái phần thân lại nè, thì mình sẽ đo ở hai cái góc. Góc bên này nè và góc đối diện ha. Ta sẽ được một nửa so với số đo vòng ngực ở xa các bạn cần móc là được. Thì khi mà mình nối hai cái phần nách lại, nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng để mình móc cho cái phần ngực nè. Đây là phần cánh tay ha, luồn tay vào. Thì nối hai cái góc lại mình sẽ tạo được cái độ rộng cho phần ngực nè. Bây giờ mình sẽ móc phần thân dưới. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Các bạn tiếp tục móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến góc đầu tiên mà ta gặp. Sau khi có được các cái mũi kép đơn rồi nè, đến cái góc đầu tiên mà mình gặp thì cũng tương tự như các hàng bên trên, mình đang móc ở mặt phải nè. Thì cái thân đầu tiên mình đã đủ độ dài rồi ha, móc cho mình vào chân móc một mũi kép đơn. Cái chân thứ hai thì mình sẽ móc một mũi ngoặc để tạo cái độ dài cho cái đường gân này ha. Mình sẽ móc mũi ngoặc vào cái đường gân thứ hai nè. Đẩy thân chân móc lên trên kim. Tiếp tục tạo đường gân thứ hai cho cái hàng móc này, móc vào cái thân của cái góc một mũi ngoặc. Sau đó móc vào cái khoảng trống này một kép lên hai mũi xích
Khi lên hai mũi xích rồi á, các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến cái góc thứ hai, tức là mình sẽ bỏ qua cái đoạn này và di chuyển kim luôn đến cái góc thứ hai, móc cho mình vào cái khoảng trống của cái góc thứ hai một mũi kép đơn, tức là mình đã nối cái góc đầu tiên với góc thứ hai lại ha. Đây, lúc này công thức móc nó cũng tương tự, mình sẽ còn một nửa còn lại nè, thì các bạn sẽ móc cho mình hai mũi ngoặc liên tiếp vào hai thân của mũi kép đơn, mũi đầu tiên nè và mũi thứ hai, kéo dài cái độ dài của đường gân ha. Sau đó mũi thứ ba đã đủ cái độ dài ba hàng móc rồi thì móc vào chân móc một mũi kép đơn, mình sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng. Đến cái góc thứ ba thì các bạn cũng nối góc thứ ba với góc thứ tư lại ha, tương tự như cái góc mà mình vừa tạo. Sau khi đã kết thúc cho mình cái hàng móc tạo nối cái phần nách lại á, thì tiếp tục lên hai mũi xích, sau đó móc cho mình các cái mũi kép đơn cho đến cái góc mà mình tạo nè. Thì lúc này mình có hai cái chân của hai mũi móc xích, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Tức là lúc này mình sẽ móc các cái mũi kép đơn liên tiếp với nhau và không tạo góc nữa. Cứ móc mỗi chân là một mũi kép đơn, gặp chân móc là mình sẽ móc mũi kép đơn ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Thì như vậy là cái phần nách của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha. Các hàng móc kế tiếp thì mình cứ móc mỗi chân làm một mũi kép đơn nè, khi mà mình gặp cái phần thân của áo lại nè. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc nè, mình đạt được cái độ dài từ phần vai đến cái hàng mà mình móc cuối cùng, dài đến ngang mông là được. Sau đó mình sẽ móc phần đũng nè. Thì các bạn gặp cho mình cái phần thân áo lại, gặp theo cái vị trí này, các bạn sẽ chừa cho mình khoảng tầm 2 cm ở chính giữa này để mình tạo cái phần cài nút á. Thì 2 cm này nó sẽ tương đương tầm khoảng 4 mũi ha. Sau đó lấy tổng số mũi móc mà mình có được của cái phần thân này cộng thêm 4 mũi nữa, được bao nhiêu thì chia đôi ra. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình hai cái chân móc ở hai bên ha. Đây, thì đây sẽ là cái độ rộng cho cái phần thân sau nè. Phần thân sau này các bạn sẽ chia cho mình ra làm 4 phần. 2 nè, 3 và 4 phần ha. 4 phần này các bạn sẽ chọn cho mình hai phần ở chính giữa. Đếm từ đây qua nè, mình sẽ chọn một phần đánh dấu cho mình vào cái chân móc này. Sau đó kế tiếp bên kia các bạn cũng làm ngược lại cho mình nè. Từ cái điểm mà mình chia ở phần thân trước với thân sau ra, thì đếm cho mình cái số mũi móc mình có được ở đây là bao nhiêu, các bạn sẽ đếm ngược lại cho mình ha. Bấy nhiêu mũi nè, đánh dấu vào cái chân đó ha. 4 cái chân móc mà mình vừa đánh dấu thì mình sẽ có cái độ rộng phần đũng nằm ở chính giữa của hai chân móc mà mình vừa đánh dấu đây ha. Đây là độ rộng của phần đũng nè. Thì khi các bạn gặp cho mình cái phần thân lại nè, các bạn cũng đếm cho mình cái vị trí mà mình chia giữa phần thân trước với phần thân sau. Ở đây mình có bao nhiêu mũi thì các bạn sẽ đếm ngược lại cho mình bấy nhiêu mũi ở phần thân trước. Ta cũng đánh dấu vào chân đó luôn ha. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho cái bên còn lại. Như vậy là phần thân trước mình cũng đã chia ra được cái đoạn để mình móc cái phần đũng nè. Ở cái phần trước mình có chừa ra khoảng tầm 2 cm, tức là tầm khoảng 4 mũi móc ở chính giữa này để mình tạo cái phần cài nút ở chính giữa này nè. Nên mà khi các bạn cộng cho mình một nửa của phần thân trước mình móc cái phần đũng với 4 cái mũi mà mình chừa ra, thêm một nửa của bên cái cạnh còn lại, thì tổng số mũi móc của cái phần này nó sẽ bằng với tổng số mũi móc của cái phần mà mình móc phần đũng ở phía sau ha. Thì bây giờ mình móc phần đũng ở mặt sau trước. Các bạn tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi mình đã có được một nút rồi, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên mà mình đánh dấu để móc phần đũng ở phía sau á. Đâm kim vào cái chân móc đó ha. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Mình sẽ giảm mũi, móc lên 2 xích. Ta sẽ giảm một mũi đầu và một mũi cuối cho hàng móc của mình nó dần dần nhỏ lại. Thì để giảm mũi đầu, các bạn sẽ không móc vào cái chân móc đầu tiên. Chân móc đầu tiên là cái chân mình vừa đâm kim á, bỏ qua chân đó, móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn.
Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi kép đơn, chừa cho mình hai chân móc cuối cùng. Ở đây mình đã bỏ được một mũi rồi ha. Móc chừa ra hai chân móc cuối cùng. Sau khi đã móc cho mình được các cái mũi kép đơn ở cái phần đụng phía sau nè, đến hai cái chân móc cuối cùng ở cái phần đụng á, là cái chân móc mình đánh dấu với cái chân móc ở phía trước nó nè, thì hai chân này mình sẽ tiến hành chụm lại thành một mũi ha. Cách chụm như sau: ta tiến hành lấy len lên trên kim, sau đó đâm kim vào chân kế cuối, kéo len qua chân móc, trên kim được 3 đường móc, kéo len qua 2 đường trên kim, tiếp tục lấy len lần thứ 2 và đâm kim vào chân cuối cùng, kéo len qua chân móc, sau đó kéo cho mình qua 2 đường trên kim, trên kim còn 3 đường móc thì kéo len qua hết 3 đường trên kim. Như vậy là hai cái chân phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên ha. Ta giảm đi được một mũi rồi nè. Như vậy là hàng này mình đã giảm được một mũi đầu và một mũi cuối. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc lại thì hàng này làm tương tự như hàng mà mình vừa móc. Tức là bỏ qua giảm một mũi ở đầu tiên và một mũi ở cuối cùng ha. Thì mũi đầu tiên giảm mũi mình sẽ không móc vào chân đầu tiên mà móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Thì thay vì mình chụm lại hai cái chân móc đầu tiên thành một mũi thì các bạn bỏ qua để mình giãn được mũi hơn ha. Bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Sau đó các chân nằm chính giữa mỗi chân móc một mũi kép đơn, chừa cho mình hai chân móc cuối cùng để mình chụm mũi, tương tự như hàng đầu tiên á. Khi đã móc được đến cuối hàng, ở hai chân cuối cùng cũng chụm lại cho mình thành một mũi ha. Ta cũng lấy len và đâm kim vào chân kế cuối nè. Cách giảm thì tương tự giống như cái hàng đầu tiên á, đâm kim vào chân kế cuối, kéo qua hai đường trên kim, tiếp tục lấy len lần thứ hai và đâm kim vào chân cuối cùng, kéo len và kéo qua hai đường trên kim, sau đó kéo len qua hết 3 đường trên kim. Ta giảm đi được một mũi ha. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc, tức là mỗi hàng móc sẽ giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được cái độ rộng cho cái phần đũng á. Tùy vào các bạn có mặc tã cho bé hay không mà các bạn sẽ xác định cho mình cái độ rộng phần đũng này cho phù hợp ha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần đũng ở phía sau ha, nó sẽ có cái độ bo nhỏ dần ở phía dưới. Thì kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình cái phần đũng ở mặt trước. Thì phần đũng ở mặt trước mình có chia đôi ra để mình móc nè. Chừa khoảng tầm 2cm ở chính giữa, thay tầm khoảng 4 mũi móc ha. Thì khi mà mình gặp hai cái phần thân trước lại nè, ta sẽ có cái độ rộng bằng với cái độ rộng của phần đũng ở thân sau luôn. Và lưu ý cho mình khi mình móc một nửa của phần đũng á, khi các bạn móc cho mình từ cái phần cài nút đi vào, ta sẽ không giảm mũi ha, chỉ giảm mũi từ cái phần mà mình tạo cái ống chân đi vô thôi ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình được các cái phần đũng ở phía dưới rồi thì mình sẽ móc cái phần nón trước, sau đó mình mới viền lại tạo phần cài nút nè. Tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Phần nón ở bên trên mình sẽ móc vào cái hàng xích đầu tiên mà mình gây nên để móc cái phần cổ áo á. Lúc này mình có 60 mũi móc ha. Các bạn sẽ đâm kim cho mình đây, đây là mặt phải của sản phẩm nè. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên ở phần cổ, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Lúc này mình đã có những cái chân móc cụ thể rồi, móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái góc đầu tiên mà ta gặp ha. Sau khi đã có được các cái mũi kép đơn nè, cho đến cái góc đầu tiên mà mình gặp, thì cái góc đó ở hàng phía dưới mình móc 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Đối với những bạn nào mà muốn móc cho cái phần nón của mình nó to hơn á, thì các bạn sẽ tăng mũi cho mình ở những cái chân móc của góc này. Thì để tăng mũi móc cho mình vào cái chân móc đó 3 mũi kép đơn cùng chân móc, để mình tăng được cái độ rộng cho cái phần nón hơn ha. Còn những bạn nào mà không thích cái phần nón rộng á, vừa phải thôi thì mình không cần phải tăng mũi ở đây. Sau khi đã tăng mũi hoàn tất rồi, các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn. Và các bạn cứ tăng mũi cho mình ở các cái góc còn lại ha. Nếu mà không tăng mũi thì các bạn không có cần phải móc tăng như thế này, mình cứ móc đều là được. Sau khi móc tăng mũi hàng đầu tiên cho đến cuối hàng móc rồi thì móc lên 2 mũi móc xích. Ta sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho phần thân nón rồi nè. Những bạn nào mà không tăng thì cứ móc bình thường thôi ha. Hàng kế tiếp thì móc lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại.
Thì độ rộng của phần nón mình đã dừng lại ở cái hàng móc này rồi. Các hàng kế tiếp mình không cần phải tăng mũi nữa. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa nha. Móc đến khi mình đạt được cái chiều cao của phần nón. Khi đã móc thêm nhiều hàng móc này để xác định được cái chiều cao của phần nón này, các bạn sẽ đo cho mình cái chiều cao của phần nón mà mình móc được. Nó sẽ gần bằng một nửa so với cái phần thân dưới ha. Thì bây giờ mình sẽ viền lại trước, sau đó mình mới nối lại tạo cái phần nón. Thì để viền lại được nè, xác định cho mình cái mặt phải của sản phẩm. Thì lúc này đang là mặt phải của sản phẩm nè. Mặt phải là cái mặt mà có cái đường gân lồi ra bên ngoài á. Các bạn sẽ viền cho mình trước ha. Móc vào cái chân móc của mũi kép đơn cuối cùng mà mình vừa móc đó, một mũi móc đơn trước. Để ý cái hàng móc mà mình đang viền nè, ta sẽ có các cái thân chân móc, chân móc, thân chân móc, chân móc, thân chân móc, chân móc xen kẽ lẫn nhau chứ không có những cái chân móc liên tiếp như cái phần nối phần nón nè. Thì các bạn cứ đâm kim cho mình vào các cái chân móc liên tiếp chứ không đâm kim vào thân chân móc nha. Mình đâm kim vào chân móc, mỗi chân ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc để mình viền lại. Chân đầu tiên hai móc đơn nè, tiếp tục chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến cái phần đụng phía dưới. Sau khi đã viền được cho mình một cái hàng móc như thế này đến phần đụng rồi nè, thì cái góc cuối cùng của phần đụng móc cho mình ba mũi móc đơn vào cùng chân móc. Móc đơn thứ hai nè và móc đơn thứ ba. Để tiện thì các bạn sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình vào cái chân móc của cái mũi nằm chính giữa ở ba mũi mà mình móc cùng này nè, thì đánh dấu vào chân nằm chính giữa ha. Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn. Lưu ý đối với những cái trường hợp á, mình có hai mũi cuối cùng này thôi, thì cái chân móc cuối cùng là cái chân móc tạo góc, móc cho mình bốn mũi móc đơn ha. Cái chân tạo góc là cái chân mà mình giảm mũi ở đây nè, mình đã có bốn mũi ở đây rồi ha. Thì các chân kế tiếp lúc này nó cũng tương tự giống như cái phần cài nút, mình sẽ có chân móc và thân chân móc xen kẽ. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn ha, đừng móc vào thân chân móc nha. Móc cho đến cái điểm giao nhau giữa cái phần mình tạo đũng với cái phần thân trên nè, thì cái điểm giao đó, cái chân móc của cái điểm giao đó, móc cho mình một mũi móc đơn. Điểm giao tức là cái chân mà mình móc mũi kép đơn đó ha, móc vào mũi móc đơn nè. Sau đó các chân bên này thì mỗi chân móc một mũi móc đơn. Lúc này mình đã có những chân móc cụ thể rồi thì các bạn cứ viền bình thường ha. Viền cho đến cái điểm giao này thì điểm này cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó các bạn sẽ viền tiếp tục cho mình cho đến cái phần đũng ở thân sau nè. Chân móc cuối cùng của cái phần đũng đó mình sẽ móc 4 mũi móc đơn ha. Tức là những cái chân móc nào mà mình móc có giảm mũi ở đó thì các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi móc đơn. Móc tiếp tục cái chân móc kế tiếp nè, ở đây cũng móc cho mình 4 mũi móc đơn. Điểm giao thì móc 1 mũi ha. Đến đây thì chân đầu tiên này móc 4 mũi này, còn cái chân bên này mình chỉ móc 3 mũi thôi ha. Tương tự giống như cái điểm đầu tiên ở đây nè, thì ban đầu mình móc 3 mũi sau đó đến 4 mũi. Thì bây giờ các bạn móc 4 mũi sau đó đến 3 mũi ha. Đến đây rồi mình tiếp tục viền cái đoạn còn lại ở cái phần lai cài áo ở đây. Viền cho đến cái phần nón. Sau khi đã hoàn tất cho mình được đến cái chân móc cuối cùng của cái phần viền là lúc này mình ở cái phần nón rồi ha. Thì chân cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ nối lại hai đầu lại. Các bạn sẽ lật cho mình cái mặt trái và mình sẽ nối ở bên trong mặt trái ha. Ta sẽ đâm kim vào cái chân mà mình móc cái mũi á, móc đơn đầu tiên á, mình sẽ nẹp mũi dời. Sau đó tiếp tục hai cái chân móc tương đương với nhau, các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào hai chân móc liên tiếp. Mình sẽ móc các cái mũi dời vào hai cái chân móc đó ha. Thì đây là cái mặt trái của sản phẩm nha, nhớ viền cho mình ở cái mặt trái nha. Hai chân móc song song móc vào mũi dời nè. Tiếp tục hai chân móc kế tiếp cũng móc mũi dời cho đến cuối ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình nẹp được cái phần nón rồi nè, thì đến điểm kết thúc móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len. Cắt một đoạn len vừa đủ thôi, sau đó mình giấu sợi len thừa vào trong mũi móc.
Như vậy là khi mình đã viền được hoàn tất cái phần thân của body lại rồi, ta sẽ có được một cái hàng móc mũi đơn như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo cái đường viền cũng như là khoảng trống để cài nút ha. Tức là cái khoảng 2cm mà mình chừa ra. Thì bây giờ mình sẽ tạo khoảng ở phần đũng trước. Mình sẽ bắt đầu viền ở cái chân móc mà mình móc cái góc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc á, ở cái phần đũng trước nè. Ở đây mình có cái chân móc nằm chính giữa. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Ta đâm kim vào cái chân móc nằm chính giữa là cái chân mà mình đánh dấu ha. 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Thì đâm kim vào chân nằm chính giữa, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Thì 4 mũi này nó tương đương với 2cm là cái khoảng mà mình chừa ra ở phần thân trước á. Khi đã có cho mình được 4 mũi rồi nè, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu viền ha. Móc lên 1 mũi móc xích. Sau đó chân thứ tư móc 1 mũi móc đơn. Khi móc nhớ dấu len thừa nha. Chân thứ ba móc 1 mũi móc đơn. Chân thứ hai móc 1 mũi móc đơn. Và chân thứ nhất móc 1 mũi móc đơn. Tức là mình sẽ có 4 mũi móc đơn vào 4 cái chân móc xích mà mình tạo đầu tiên ha. Ta có được độ rộng cho phần viền rồi, thì tiếp tục đâm kim cho mình vào chân kế bên ở cái phần viền thân áo nè. Chân đầu tiên mình móc mũi dời vào đó thì chân thứ hai móc tiếp 1 mũi dời. Ta kết thúc được hàng đầu tiên. Để bắt đầu hàng kế tiếp thì đâm kim vào chân kế tiếp móc 1 mũi dời để bắt đầu hàng kế tiếp ha. Đâm kim vào chân kế bên nè, móc 1 mũi dời. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc thì các bạn nhớ quay ngược chiều kim đồng hồ nha. Quay ngược chiều kim đồng hồ nè. Sau đó lúc này mình sẽ có 4 cái chân móc của 4 cái mũi đơn phía dưới á. Thì 3 cái chân đầu tiên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên dưới của mỗi cái chân móc. Theo chiều mình đang móc nè, thì đâm kim cho mình vào cái đường nằm bên dưới ha. Chân đầu tiên này móc 1 mũi móc đơn vào đường nằm bên dưới. Chân thứ hai cũng móc mũi móc đơn vào đường nằm bên dưới. Những bạn nào mà móc cái phần viền này nhiều mũi á, thì các bạn cứ móc cho mình các cái chân móc á, đầu tiên. Còn đến cái chân móc cuối cùng á, thì chân móc cuối cùng mình sẽ không móc vào đường bên dưới mà các bạn sẽ móc luôn vào chân móc. Để khi mình sử dụng á, nó không có bị hở nhiều ở đây ha. Ta hoàn tất được hàng viền thứ hai, lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng kế tiếp thì làm tương tự như hàng mình vừa móc. Tức là cái chân móc đầu tiên mình sẽ móc luôn vào chân móc nha. Móc luôn vào chân móc 1 mũi móc đơn. Đây, theo cái chiều mình đang móc là từ ngoài vào trong thì chân đầu tiên sẽ móc mũi móc đơn vào luôn chân móc. Từ chân thứ hai trở đi thì móc vào cái đường móc nằm bên dưới theo chiều mình móc ha. Móc đơn thứ hai vào cái đường nằm bên dưới nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ ba vào đường nằm bên dưới. Móc đơn thứ tư cũng vào đường nằm bên dưới. Hoàn tất được cái hàng móc thứ ba rồi, kết thúc hàng móc này thì mình đâm kim vào chân móc kế bên của cái phần mình viền á, móc 1 mũi dời. Ta kết thúc được hàng này ha, và bắt đầu hàng kế tiếp thì mình đâm kim vào chân móc kế tiếp, mình móc 1 mũi dời. Sau đó quay ngược chiều kim đồng hồ và mình móc hàng tiếp theo ha. Đây là cái điểm mà mình bắt đầu cho hàng tiếp theo nè. Quay ngược đầu móc lại. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc. Nhưng mà lúc này đây là cái điểm cuối cùng của cái phần đũng nè. Mình sẽ tạo một khoảng trống ở đây để cài nút ha. Thì chân đầu tiên móc cho mình 1 mũi móc đơn. Tùy vào cái độ rộng của phần nút mà các bạn chừa cho mình cái khoảng trống phù hợp, mình sẽ gây nên 2 mũi xích và chừa qua 2 chân móc, móc vào chân cuối cùng mũi móc đơn. Ta sẽ tạo ra một cái khoảng trống để cài nút và khoảng trống này nó tương đương với cái nút tầm khoảng 2cm nha. Tiếp tục quay ngược đầu móc lại nè. Lúc này mình sẽ có 4 cái chân móc. Một chân móc mũi đơn đầu tiên thì móc vào luôn chân móc 1 mũi đơn. Sau đó kế tiếp là 2 mũi móc xích để tạo khoảng trống nè, cài nút. Thì 2 mũi móc xích này mình sẽ móc luôn vào cái khoảng trống của cái mũi mà mình tạo này, móc cho đó 2 mũi móc đơn. Ta có thể đâm kim vào chân móc phía dưới cũng được ha. Và để cho cái khoảng này nó lộ rõ hơn thì móc luôn cho mình vào cái khoảng trống luôn. 2 mũi móc đơn. Sau đó móc tiếp vào cái chân cuối cùng 1 mũi móc đơn.
Đây, như vậy là lúc này cái khoảng cài nút của mình nó sẽ lộ rõ hơn ha. Kết thúc hàng này thì đâm kim vào chân móc kế bên móc một mũi dời. Và để tiếp tục hàng kế tiếp thì móc vào chân kế tiếp một mũi dời để mình bắt đầu hàng kế tiếp theo ha. Và nhớ quay ngược chiều kim đồng hồ để mình móc tiếp nè. Ta đã tạo được một cái khoảng trống ở cái phần đũng rồi thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình cái phần viền. Mỗi chân móc một mũi móc đơn vào đường nằm bên dưới. Chân cuối cùng luôn luôn móc cho mình vào chân móc nha. Hoàn tất hàng này thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc và làm thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Thì mình đã tạo được một khoảng trống rồi nè. Ở các hàng móc kế tiếp thì mình không cần tạo khoảng trống nữa ha. Cứ móc liên tục cho mình cho đến cái đầu đũng bên kia. Đây, phần đũng bên này mình cũng làm tương tự luôn nè, chứ mình không có tạo cái khoảng trống cài nút nha. Đây, ở đây mình mới tạo khoảng trống cài nút nè. Sau khi móc đến cuối hàng thì cái điểm cuối cùng cũng là cái chân móc nằm chính giữa của ba mũi ở cái góc này nha. Tạo một hàng viền cuối cùng nè, từ cái chân móc này. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được phần viền ở đũng nè. Ở hai cái mặt trước mình tạo hai cái khoảng để cài nút. Thì cái phần nút á, mình sẽ may ở phía sau của đũng phía sau. Đũng phía sau không có tạo khoảng trống ha. Mình sẽ may nút, sau đó mình cài cái mặt trước vào mặt sau nè. Sau khi đã hoàn tất cho mình được phần viền ở ống chân rồi thì bây giờ mình sẽ viền lại ở cái phần cài nút phía trên. Tức là cái đoạn mà mình chừa ra 2 cm. Từ cái điểm mình vừa kết thúc này móc tiếp lên 4 mũi móc xích. Các bạn sẽ tiếp tục làm tương tự cho mình giống như cái phần viền bên này ha. Móc lên một mũi móc xích nè. 4 chân đó mỗi chân móc một mũi móc đơn. Kết thúc hàng này thì đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời để mình kết thúc ha. Sau đó bắt đầu hàng tiếp theo thì móc vào chân kế bên một mũi dời và quay ngược đầu móc, quay ngược chiều kim đồng hồ. Lúc này các bạn sẽ tạo cho mình thêm một cái khoảng để mình cài nút ở đây ha. Khoảng thì tương tự giống như cái khoảng mà mình tạo đầu tiên á. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc nè. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Sau đó để cho cái khoảng trống của mình nó lộ rõ hơn thì móc luôn vào khoảng trống 2 mũi móc đơn ha, thay thế cho 2 mũi móc xích. Vào khoảng trống này 2 mũi móc đơn nè. Còn lại mũi cuối cùng thì mình móc vào cái chân đó một mũi móc đơn. Sau đó kết thúc thì đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi dời để mình kết thúc hàng ha. Mình tạo ra được một cái khoảng trống như thế này. Thì lúc này ở cái phần đũng phía dưới mình sẽ có 3 cái nút ha. Kết thúc nè. Tiếp tục hàng kế tiếp thì đâm kim vào chân kế bên, móc một mũi dời, sau đó quay ngược đầu móc. Các bạn tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Tức là mỗi chân móc móc một mũi móc đơn, đều đâm kim vào đường móc nằm bên dưới, chân cuối cùng thì móc luôn vào chân móc. Từ cái điểm này các bạn sẽ tạo cho mình thêm nhiều cái khoảng trống để cài nút. Tùy vào cách phân bổ nút mà các bạn chừa cho mình ra cái khoảng trống phù hợp ha. Đối với mẫu này thì mỗi khoảng trống mình sẽ cách nhau tầm khoảng 10 hàng móc. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái phần phía trên nè, từ cái phần cổ mà mình móc xích đầu tiên á. Đến cái phần nón thì mình không cần phải tạo khoảng trống cài nút nữa. Các bạn sẽ móc đều cho mình cái phần viền cho đến cuối phần đũng này luôn ha. Phần cánh tay thì các bạn tiếp tục tạo một nút. Ở phần nối nách thì mình có hai mũi móc xích đâm kim vào một trong hai chân bất kỳ, kéo nút mình vừa tạo qua chân móc, móc lên hai mũi móc xích, đâm kim vào chân móc kế bên là chân móc xích thứ hai, móc vào đó một mũi kép đơn. Kế tiếp sẽ là cái chân móc điểm giao giữa cái phần thân trên với phần thân dưới nè, thì cái điểm giao đó các bạn sẽ chụm lại cho mình để không có bị hở ha. Ta lấy len và đâm kim vào chân móc điểm giao. Kéo len qua chân móc này, sau đó kéo qua hai đường trên kim. Tiếp tục lấy len, sau đó các bạn sẽ đưa cho mình cái thân của cái mũi mà mình nối á. Đâm kim vào cái thân đó. Kéo len qua. Kéo qua hai đường trên kim và kéo qua hết ba đường trên kim. Ta đã chụm mũi rồi nè.
thì tiếp tục làm thêm cho mình một lần nữa. Lấy len và đâm kim cũng vào cái thân mà mình vừa đâm kim luôn. Kéo len, sau đó kéo qua hai đường trên kim. Tiếp tục lấy len lần thứ hai. Và lúc này mình sẽ di chuyển kim đến cái phần thân ở nách ở đây. Mình sẽ đâm kim vào cái khoảng trống nha. Và cái khoảng trống các bạn sẽ đâm kim vào đó. Kéo len qua khoảng trống, sau đó kéo qua hai đường trên kim. Kéo qua hết ba đường trên kim. Thì như vậy là cái phần nối nách của mình nó sẽ không có bị hở nhiều ha. Các chân còn lại thì đã có những chân móc cụ thể, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hè. Khi móc đến điểm cuối hàng thì cũng tương tự nè. Khoảng trống. Các bạn sẽ chụm cho mình khoảng trống với cái thân của cái mũi điểm giao. Thành một ha. Lấy len nè, đâm kim vào khoảng trống. Sau đó kéo len qua khoảng trống này ha. Kéo qua hai đường trên kim, tiếp tục lấy len lần thứ hai. Đâm kim vào cái thân của cái mũi mà mình nối á. Kéo len, sau đó kéo qua hai đường trên kim và tiếp tục kéo qua hết ba đường trên kim. Ta có được cái mũi chậm đầu tiên cho cái phần này ha. Kế tiếp, lấy len lần thứ nhất cũng đâm kim vào cái thân mà mình vừa đâm kim luôn. Kéo len qua hai đường, tiếp tục lấy len lần thứ hai và đâm kim vào cái chân của điểm giao ha. Kéo len và kéo qua hai đường trên kim, sau đó kéo len qua hết ba đường trên kim. Thì như vậy là phần này của mình cũng không bị hở nè. Kết thúc đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Các bạn sẽ để ý cho mình ở cái phần thân của áo á. Phần thân của áo mình sẽ có các cái hàng móc là mũi kép đơn, xen kẽ một mặt phải và một mặt trái với nhau. Thì lúc này để cho đẹp cho cái phần thân áo á, thì ở cánh tay các bạn cũng làm tương tự cho mình. Một hàng móc mặt phải và một hàng móc mặt trái nè, xen kẽ với nhau ha. Tức là mình sẽ quay ngược đầu móc và móc. Thì lúc này cái hàng đầu tiên mà mình móc ở phần cánh tay đang là mặt phải nè. Thì bây giờ mình sẽ quay ngược đầu móc và móc cái phần mặt trái ha. Ở đây khi mà mình móc rất là dễ bị nhầm mũi nè. Các bạn có thể dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình chân cuối cùng cũng như chân đầu tiên mình vừa kết thúc. Đây, dùng kim đánh dấu nè. Chân đầu tiên là cái chân mà mình vừa móc mũi dời kết thúc. Và chân cuối cùng là cái chân ở phía sau nè. Phía sau đây nó có cái chân móc của mũi dời ha. Không tính chân của mũi dời mà tính cái chân của cái mũi kép cuối cùng á, là mũi chụm á. Đây là chân đầu tiên nè và chân cuối cùng ha. Còn cái chân nằm chính giữa là chân của mũi dời, ta sẽ không tính nha. Khi quay ngược đầu móc lại thì mình sẽ có cái chân đầu tiên và chân cuối cùng của hàng móc này. Đây, quay ngược đầu móc lại thì chân đầu tiên là cái chân mà mình đánh dấu nè. Nhiều bạn dễ nhầm lẫn với cái mũi dời này ha. Mũi dời này không tính nè, mà chân đầu tiên sẽ là cái chân mà mình đánh dấu. Móc vào đó một mũi kép đơn. Các chân kế tiếp mỗi chân cũng móc một mũi kép đơn và móc cho mình cho đến chân móc cuối cùng. Sau khi kết thúc hàng này thì mình tiếp tục quay ngược đầu móc lại và móc tiếp cái hàng móc tiếp theo ha. Các bạn cũng đánh dấu cho mình vào chân đầu tiên và chân cuối cùng của mỗi hàng móc. Khi móc đến cuối hàng thì chân cuối cùng sẽ là cái chân mà mình đánh dấu nè. Móc vào đây mũi kép đơn ha. Kết thúc đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Như vậy là hàng móc mà mình vừa móc nó sẽ có số mũi móc bằng với cái hàng móc mà mình bắt đầu cho phần cánh tay ha. Tiếp tục quay ngược đầu móc nè. Thì khi quay ngược nhớ đánh dấu cho mình vào chân đầu tiên và chân cuối cùng của cái hàng móc này. Sau đó các bạn tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Cứ kết thúc một hàng này thì mình sẽ quay ngược đầu móc lại và móc ha. Có một lưu ý nhỏ đối với nhiều trường hợp ha, khi các bạn móc đều như vậy nè thì phần cánh tay của mình nó sẽ bị rộng hơn so với size các bạn móc, cho nên các bạn có thể giảm mũi cho mình ở một số hàng móc ha. Mình có thể móc xen kẽ một hàng giảm và một hàng không giảm nè. Thì đối với hàng giảm các bạn sẽ không móc cho mình vào cái chân cuối cùng khi mình quay ngược đầu móc ha. Tức là chân đầu tiên của cái hàng móc phía dưới á, là chân cuối cùng của hàng móc này, thì ta sẽ không móc vào cái chân cuối cùng đó mà mình bỏ qua luôn cái chân đó. Sau đó ta sẽ kết thúc hàng bằng cách đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời ha. Đây, không móc vào cái chân cuối cùng nè. Móc vào đây mũi dời, sau đó móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là ở đây mình đã giảm được mũi rồi nè. Quay ngược đầu móc lại.
Thì tùy mỗi size thôi ha, nếu các bạn muốn cho cái phần tay của mình nó ôm nhiều á thì các bạn cứ móc cho mình liên tiếp, mỗi hàng móc mình giảm mũi tương tự. Còn đối với những bạn nào muốn cho phần cánh tay của mình nó rộng rãi một tí thì có thể xen kẽ một hàng giảm, xen kẽ thêm một hàng không giảm, hàng giảm xen kẽ thêm hàng không giảm ha. Và mình có thể thay đổi cái thứ tự này, móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa sao cho mình đạt được cái chiều dài của phần tay. Khi đã hoàn tất cho mình chiều dài của phần tay thì cuối hàng mình sẽ viền một hàng viền mũi đơn, và các bạn sẽ tiếp tục viền cho mình tương tự giống như là cái phần thân áo ở bên này nè. Và sau khi đã hoàn tất cho mình được hai cái tay rồi thì ở mặt trước, lúc này đối với cái mặt trước khi mình viền á, mình có tạo các cái khoảng để cài nút, và mỗi khoảng cài nút nó sẽ cách nhau tầm khoảng 10 hàng móc rồi ha, thì ta sẽ có được những cái vị trí này. Mình sẽ khâu các cái hàng nút ở bên đối diện nè, sau đó mình sẽ cài lại. Đây, mình sẽ có được cái khoảng cài nút như thế này ha. Và phần cài nút của mình nó sẽ kéo dài xuống luôn cái phần đũng. Vị trí nút chính giữa sẽ là cái nút mà mình cài cái phần thân lại ha. Còn nút hai bên nè, các bạn có thể tháo ra, cài lại. Mình sẽ có hai cái khoảng trống ở hai bên để mình luồn cái phần chân nè. Nó sẽ có cái độ rộng vừa phải ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong một cái mẫu body chip cho bé xinh xắn như thế này. Đối với mẫu này thì các bạn có thể phối màu cho cả bé trai lẫn bé gái, và mình cũng có thể tăng giảm size tùy thích. Size mình có để ở phần mô tả ha, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả sau đó tham khảo. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.